Anh em nào có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Esteban, nạp tất cả các bác trong store, cày thuê, ải khó, leo ren, hãy liên hệ Zalo mình 0967829982. Cảm ơn em. Yeah yeah. MD JPB. It's only right baby. Yeah. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm nay có một số tin tức cực kỳ hot cho anh em để chuẩn bị. Có thêm sự kiện mới nữa, có thêm quà mới nữa, có thêm code mới nữa. Đó. Thì nhìn chung là một số thông tin gọi là trên mạng xã hội ít anh em. Đó, bạn Subbulit đã thông báo ha. Thì bây giờ mình sẽ truyền đạt cho anh em để thông báo cho anh em để chuẩn bị ha. Nói chung là mấy sự kiện ra sau này thì hơi trên chén anh em, chưa có gì chơi hết. Sự kiện Libertadores là ngoài mới ra nè. Đó. Thì cũng chẳng có gì chơi trận ngày 4 trận hết sạch rồi, chả gì chơi hết. Thì chuẩn bị tuần sau lại sự kiện mới nữa, sau khi sự kiện lễ kỷ niệm kết thúc anh em. Thì ok anh em, không nói nhiều nữa anh em, vô thông báo lên cho anh em ha. Ok anh em, bây giờ vô xem ha, đó là gì anh em ha. Đây, bạn Subbulit đã thông báo một số tin tức là pin niên sử có 6 biểu tượng mới, là có 6 icon mới anh em. Có 6 hình, 6 icon mới để cho anh em cày tiếp. Nói chung cày cái này á, tốt thôi anh em, có đẹp tốt kèn phổ thông. Nó ráng đá chút thôi, nó hơi khó chút. Tại mới nâng cấp này hơi khó chút, anh em cũng chịu khó đá mỗi ngày kiếm được mấy trăm điểm mình thì đó. Giờ thêm 6 cầu thủ nữa, mới nữa, có nghĩa là cũng khá nhiều điểm nha. Ok anh em, ngon đó. Tiếp tục là khuyến mãi lễ hội ánh sáng. Có lẽ cái này là trong store quá, trong store cho anh em mở bắt thôi. Đó, ngày 23 tháng 10, mình nghĩ là ngày 23 tháng 10 thứ tư anh em, thứ tư á là có hai cái mã mới cho anh em, đó là OXO và là Pepsi nữa. Đó là hai cái mã mới anh em chuẩn bị nha. Nên ngày đó mình sẽ thông báo tiếp cho anh em, nhập vô lên và lấy quà lên. Bây giờ là chưa có anh em, mình nói rõ nha, ngày 23 tháng 10 nha. Nhiều anh em chưa coi clip hết thì đã gọi ở dưới đó gọi là cốt đâu. Cốt gì có cốt nhưng mà chưa nhập được anh em. Đến ngày đó mới nhập được nha anh em, nhớ nha. Đó là hai cốt. Tiếp tục lựa chọn mới, ví dụ như lựa chọn như là chip rote nè, lựa chọn không thể giao dịch nè, lựa chọn chính xác. À cái này là cái hiệp phụ anh em, hiệp phụ sẽ thay đổi nha anh em, không còn như trước nữa, thay đổi. Đó, nói chung là thay đổi như thế nào thì sẽ có một buổi live stream ngày thứ ba, sau đó live stream ngày thứ ba anh em để coi tiếp tục ha, như nào ha. Đó là thông tin đầu tiên mình muốn chia sẻ cho anh em. Đầu tiên là sẽ có 6 biểu tượng niên sự mới nè, nhắc lại ha, khuyến mãi lễ hội ánh sáng nè, hai cái code mới nè, và hiệp phụ sẽ thay đổi ha. Đó, đây ở dưới bạn Subbodit có tiết lộ là hai con trong pin sử mới là con Roykin và con Casillas. Đó là hai con này ha, trong cái pin sử mới nè. Tiếp tục đây là bộ live stream đây. À đúng rồi, ngày 22 tháng 10 anh em, 22 tháng 10 thì là thứ ba anh em, đúng rồi, thứ ba đã có một buổi live stream lúc 19 giờ UTC, có nghĩa là giờ UTC đó là như là 2 giờ đêm anh em ơi, 2 giờ đêm bên mình đó, thứ tư bên mình đó. Đó thì sẽ là cái sự kiện cho cái phần chip gì nè. Đó là cái, anh nghĩ là cái này là cái hiệp phụ anh em, và cái lễ hội Halloween, có nghĩa là sự kiện là không biết đó là sự kiện gì ta, quên, tự nhiên quên ngang ta, sự kiện gì ta, trời ơi tự nhiên là mình quên ngang cái sự kiện gì. À Rim Team anh em, sự kiện Rim Team, đúng rồi, Rim Team. Đó là sự kiện đó ha. Nói chung là thông báo lâu rồi thì bây giờ nó live stream để cho anh em biết để những sự kiện chơi như thế nào và mới cái thay đổi mới như thế nào, với cái khác nữa, thay cái khác nó không phải là sự kiện Rim Team không đâu, là sự kiện Halloween không đâu. Đó là cái thông báo tiếp theo. Tiếp tục sẽ có một cái gọi là cầu thủ Helminson, mà sau Helmin anh em sẽ có một cái cầu thủ Messi hay Helmin cho anh em nữa. Đó, hai cái áo Messi nè. À nói chung Messi chắc tài trợ nè, tài trợ cái này nè, nên nó muốn quảng cáo hay gì đó nên nó cho cầu thủ Son Helmin với một cái áo Messi. Đó, có biết cái Rui không? Thì chắc Rui, có nghi Rui quá. Chắc Rui cho Rui cái chiếc bố nè, chắc Rui rồi. Thì ok anh em, đó là những gì thông báo ha cho anh em ha. Đây, một bạn Maristat mà đó đề xuất cầu thủ biên hình sự là Gareth Bale anh em. Gareth Bale, nói chung Gareth Bale thì khả năng cũng có anh em, nhưng mà chỉ là đề xuất thôi. Gareth Bale là phiên bản này nó ngon lắm anh em ơi, thơm luôn anh, lấy được chơi ngon luôn đó, thực sự 101 này là ngon luôn đó. Thì hy vọng thôi, cái này là hy vọng anh em, hy vọng thôi. Đó thì ok anh em, đó là toàn bộ những gì muốn thông báo cho anh em ha, phải chuẩn bị ha. Tuần sau là sự kiện mới rồi, thay thế sự kiện lễ kỷ niệm nữa, đó là sự kiện Halloween và một số thay đổi như là thêm 6 icon pin lịch sử nè,
đó, bên điện sở anh em đang chơi là đó, thêm 6 icon nữa và thay đổi cái hiệp phụ nữa, hiệp phụ sẽ không còn là đội điểm như bình thường nữa, mà sẽ khác đội điểm khác nữa đó, và có hai cái code cho anh em nữa, cực kỳ ngon nha anh em. Hai cái code đó mình nhắc lại lần nữa nha, là thứ tư mới nhập được nha anh em, chứ bây giờ chưa nhập được đâu. Thứ tư nha anh em, nhớ nha, chứ anh em cứ nghĩ là thông báo rồi cái nhập cho liền, chưa đâu, cái nào cứ nhập liền là nhập liền anh em, còn cái nào thông báo trước là thông báo trước đó. Thì ok anh em, sự kiện này thì cũng mỗi ngày chơi 4 trận đấu là xong rồi anh em ơi. Nó ra sự kiện này không biết là nó ra cái kiểu gì anh em, thật sự luôn đó. Đây nè, bắt đầu chơi tiếp nè, mỗi ngày nó reset lại cho anh em chơi 4 trận nè, đó bắt đầu tiếp đó. Rồi xong cái điểm bên đây nè, mỗi lần là nhận lại nè. Nhiều lúc mình nghĩ không biết sao nó chơi sự kiện khó hiểu quá. Chơi có xíu mà thần tượng thì cũng không hấp dẫn lắm em, chiếc 701 không hấp dẫn lắm thật sự. Thả nó cho luôn con 101 đấy nhở, thẳng luôn đi, chứ nó một cho anh em thơm còn nhân phẩm nữa, trời ơi thật sự. Thì ok anh em, tiếp tục là sự kiện lấy kỷ niệm ha. Mình cũng quên là mình không để ý đó là những cầu thủ sẽ tăng over anh em, cầu thủ trẻ đó, thành đồng đó. Đây nè, đây nè, trong đây đã có một số cầu thủ tăng over nè, như con Yamon nè, con Fukubashi nè của Barcelona tăng một over nè, con Enrip tăng một over nè đó, hình như là con Lewis tăng 2 over thì phải anh em không ta, cái con Lewis này nè, phải không ta, Lewis không biết là over bao nhiêu, Lewis nhìn chưa tăng anh em ơi, Lewis thì chưa là trước là như là 100 luôn đó, hình như vậy ta, không để ý anh em ơi, mình chỉ để ý một số cầu thủ tăng over đó, một số cầu thủ không tăng over. Một số anh em sẽ thắc mắc tại sao là cầu thủ này tăng over mà cầu thủ kia không tăng over đó, nghĩa là sao anh em? Thì nó có yêu cầu anh em, yêu cầu cái bên nè phải đúng và thỏa mãn cái điều kiện đó thì cầu thủ đó mới tăng over được anh em, chứ không phải anh em đòi hỏi tăng over nhiều lúc thắng nhưng mà vẫn chưa có thỏa mãn điều kiện, vẫn chưa tăng over được. Mẹ nó ghi nè, tăng một over khi câu lạc bộ cầu thủ đó thắng 2 trận trong số 4 trận đấu giải tiếp theo, 2 trận nha anh em, chứ không phải là một trận nữa, 2 trận nha anh em, thắng 2 trận trong giải tiếp theo, tăng 2 over, ê, tăng 1 over tiếp tục nè khi cầu thủ ghi 2 bàn thắng nè trong 4 trận liên tiếp giải đấu tiếp theo và dưới sạch lưới 2 trận giữa tiền vệ và hậu vệ đó. Có nghĩa là sẽ được tăng 1 over nếu mà cầu thủ đó ghi bàn đó, hoặc là nếu mà cầu thủ đó cầu thủ thắng 2 trận liên tiếp nữa là được 2 over anh em, nếu mà phải đúng 2 điều kiện, còn phải một điều kiện thì tăng 1 over thôi đó. Anh em thấy không, nó ghi rõ ràng nè, và phải đúng những cái điều kiện này thì tối đa được 2 over đó, rồi nó cho anh em rõ hơn để anh em biết như thế nào, chứ anh em muốn tăng over đâu em, không có đâu, bây giờ nó không có ngu rồi đâu, để anh em ôm hàng nó lên giá anh em ơi. Ôm hàng lên giá đó, thiệt chứ, thiệt đó đó, nói ba sơ sơ mấy con này cho anh em biết thôi ha. Thì ok anh em, tiếp tục bây giờ mình sẽ gọi là có gì ta, là cái hiệp phụ anh em, hiệp phụ là nó sơ ra hiệp phụ cho anh em biết ha, để sau đó nó thay đổi như thế nào, chứ sắp tới là nó là cái miếng phí đi, nó không còn cái hiệp phụ đâu, nó ra cái mới rồi cho anh em chơi rồi. Nó thông báo lâu lắm rồi mà nó không chịu thay đổi, chứ nó báo hoài luôn đó. Đây anh em, bây giờ cho anh em xem mà nó ghi rõ ràng, trước cũng nói cho anh em lần rồi, phần này nè, token lựa chọn thị trường sẽ hết hạn sau ngày 24/10/2024 và không còn sử dụng được nữa. Có nghĩa là biết cái điểm token này không biết nó có đổi qua chứ khác cho mình hay không, hay là nó mất luôn đó, hay là nó mất luôn không cho mình xài nữa đó, nó vậy như vậy đó, nó là như vậy đó. Thì ok anh em, mình vẫn còn đến 4.319 điểm của cái hiệp phụ anh em, hiệp phụ này đó, hiệp phụ nè ấy, mình còn nè, thì mình còn thì mình sẽ làm hai phát anh em, hai phát không làm không, hai phát thì chơi vui vui anh em ơi. Thôi cái này làm mình ra mất công ra, mình ra thị trường mình dò giá nó đâu đó, để cái này sau đi, sau đây mình sẽ làm cho nên xong, anh em cứ yên tâm. Bây giờ mình sẽ mở bắt đi, vô cửa hàng mở bắt đi đấy, mở 3k gen trước đi theo như thế nào ha, đó cho nó vui vui anh em, vô đấy, thông báo xong là phải mở bắt lên anh em, đấy vô lên anh em, vô đấy, đây nha anh em ơi phát thứ hai, quan trọng giờ để lâu chút này, tầm 10 giây đi coi nó có hên không, nhiều anh em để 10 giây mấy giây, 30 giây nó hên lắm, thật sự hên lắm. Từ từ thôi nha, đó đang làm bồ nha, chiếc nha, đây ok anh em, bây giờ mở thôi, vô anh em, vô thôi đó, xem nó có được độ không, con này không được độ rồi. Colombia anh em ơi, CDM rồi, tiêu anh em ơi, tiêu thiệt rồi, 97 á, thật sự sao nhiều anh em đầu thực hiện ra hên lắm nha, đến Nico và Gajinja, trời ơi mà sao mình đã 97, trời ơi đen em ơi, ồ có nhiều con ngon ghê á,
cái cần cờ Argentina và cờ Brazil thôi là ngon em, thật sự mấy cờ đó ngon lắm, còn mấy cờ kia thì tàn đến con cùi không à, thật sự luôn, cái cùi không à, chán lắm. Trời ơi, rồi bây giờ tiếp tục làm phát nữa đi, bên cái phần lễ kỷ niệm đi, đây để kiếm Henry cũng được đi, mắt thao gì đó, đó bút phong gì đó cũng được nè, đó 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 vô đây vô 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 chơi luôn chơi luôn. Hôm qua mình có lỡ S2 con mà không bán được anh em, có rất là nhiều anh em bình luận ở dưới á, nói chung là mình làm clip vui vui nè, không sao nè, lỡ thì thôi nè, lỡ thì thôi, xin lỗi thì thôi. Nhiều lúc mình thấy nó mình làm nhanh quá nè, mình hưng phấn quá, làm nhanh quá, mình nhích lại vô đó xui thôi, chịu nè, chịu không sao hết, kệ nó không có nhiều hết. Vô lên vô coi cái này gì nào đây, à đấy cờ gì ngon coi ơi, cậu bà xếp là teo rồi, ủa cậu bà xếp là teo anh em ơi, gì đồ nè, 97 nữa, hai con 97 rồi anh em ơi. Thôi bây giờ mình vô mình add chain tiếp đi, chứ bây giờ mà bắt hai cái phát rồi, hai cái sự kiện nó hết đen rồi. Ồ, hết đen thật. Bây giờ mình sẽ vô mình trao đổi nha. Add chain tiếp em, add chain tiếp. Add chain còn như thế nào? Ồ, mấy con này mình up gen hết rồi, add chain lên hết rồi. Cho nó vô một con này đi, kiện ra đi, vô. Đấy, add chain cái này trước đi, để coi được con nào ngon ngon chín mấy không. Đây, ngày nào cũng là trên anh em mà chưa được đỏ đem rồi. Đấy được con 90 anh em thấy không? Được con 90 kìa. Đấy bán được cho anh em hả em mấy vô. Cái này là chơi lên anh em, chơi lên. Đấy, này có kỹ chút rồi đó. Hình như là mình chưa lấy cái trứng anh em ơi. Chờ chút anh em ơi. Sorry anh em. Hình như ăn là chưa lấy trứng hay nào á. Đúng rồi, như chưa lấy trứng để mình vô coi lại. Mình quên. Hạt này nó chưa lấy trứng để lấy cầu thủ đi. Để mình vô mình chơi. Đây trứng cái này đúng rồi, trứng này. Đấy, cầu thủ 96 anh em. Đấy vô. Mình quên. Mình chưa lấy trứng, anh em là chưa lấy trứng, nha. Mình vơi một trái anh em, một trái là bên đâu ta, bên đâu hai trái, bên đâu hai trái, vậy nó tích nhé, kiếm lại coi tự nhiên mình quên em ơi. Nó nằm đâu rồi, bình thường coi. Lấy trứng hết coi, đây trứng đây, trứng đây, trứng ơi là trứng, à, cái bóng này. Trái bóng nha anh em. Còn một trái nằm đâu đây nè, đâu đây ta. Còn trứng đâu trái, còn trái còn trứng nè. Ra phần này coi. Ê, quay ba trái được mà ta kỳ ta. Rồi phần ngoài coi, nếu ba trái được mà sao kỳ vậy? Hay nó bị lỗi giờ còn hai trái hả? À? Ê, lấy luôn điểm đi. Chết cha rồi, mình đang kiếm trứng anh em ơi, đang kiếm trứng. Đang kiếm trứng, trứng nằm đâu ta, phòng trưng bày nè. Phòng trưng bày nhớ hai trái, phòng trưng bày hai trái hay gì á. Không có, nhớ chích nhé nè. Sao mới đến trái vậy ta? Mình nhớ là ba trái mới mình đang chưa có lấy. Trời ơi, tiếc quá anh em ơi, giờ kiếm lại coi nó nằm đâu rồi. Một trái đâu rồi, mới có trái đây à. Chứ còn có hai trái anh em ơi. Để đập chuột coi, đập chuột tôi có không. Đây đập chuột nè. Đập chuột các em mình chưa đập nữa nè. À đây đây có trái thấy không? Đập chuột chứ giờ biết ngay rồi, xin chào làm rồi. Đấy. Lấy vô chen anh em, quên mà lấy để chen á. Chứ không làm gì đó. Lấy để chen thôi. Đấy, vô anh em ơi. Vô. Chen anh em ơi, kiếm cơ hội coi ngon ngon coi, vô nè, đây, bỏ con 97 ra, đấy, 95 thấy không, 96 rồi thấy chưa, mấy con này có bán được đâu, mình cho vô hết, vô anh em ơi, vô luôn, để xem như thế nào đây, vô nè, đấy, đấy còn con ngon Henry gì đó, cậu Pháp coi, để bị cậu Asset nó bay, trời CB nữa, sao nó ám cái gì, trời ơi, anh em ơi, ô, mấy nó ám mình anh em ơi, trời ơi, nó ám thiệt rồi anh em ơi. Mấy nó đã có 9, nãy giờ kìm kiếm mãi mới là được con đó, trời ơi. Trên thật chứ, 95, 96. Thôi để ngày mai mà bắt kia ngon hơn, chứ bắt giờ đen quá rồi anh em ơi. Rồi ok anh em, bây giờ anh em giờ xem clip của anh em tiếp đi. Mà bắt chưa chờ vậy thôi được rồi, mình thấy đen rồi, để ngày mai mở tiếp em. Hay mở tiếp chứ mà nó đen quá. Thì ok, bây giờ sẽ mở xem clip của anh em ha, để xem như thế nào đây. Đây lấy vé tiếp, ngày nào cũng xem clip nè. Rất là nhiều anh em mở clip cho mình nhiều lắm. Anh em cứ từ từ anh em, tại vì bóp không kịp. Thì mỗi ngày bó tầm 10 clip thôi, để anh em cứ từ từ, mỗi sẽ bó từ từ cho anh em. Chứ gửi ngày mấy chục clip mà sao sao kịp anh em. Đây, vô anh em, phát đầu tiên. Nhìn ở đây, ấy, ấy, xem, ấy, Zidane anh em, nói gì vậy? Zidane, đúng rồi, Zidane. Ồ men, còn ra Sota anh em ơi, có gì đây, có gì đó. Nó ra Sota nè, ấy nhưng mà là Libertadores nè, ấy, có 93 trận 1 thêm chứ ta. Hên em. Hên, chúc mừng anh em này, chúc anh em mở gói này may mắn nha, chúc anh em nha, may mắn nha. Tiếp tục, vô nè, đấy, đây là Libertadores, Brazil anh em ơi, cam, tụi nó cần nha,
đúng rồi, đang vô đang Kiko rồi, trời ơi thấy chưa, nhiều đây mở hết lắm, Brazil nữa, Argentina là ngon. Có gì đây, Bakazen không? Phải Bakazen không? Hình như Bakazen á, đúng luôn em, trời hên dữ ta. Ôi hên quá anh em ơi, nhiều em hên quá. Tiếp anh em ơi. Nói chung mà con em mở ghê luôn, em ghê luôn, mở hên lắm, ghê luôn. Đấy nè, Bỉ, ST, Napoli, Lukaku. Đúng luôn, đúng luôn, 101 anh em, 102. Oh man, Lukaku ngon vậy ta, phải được 257 em kìa. Ấy tiếp theo nè, ngon ta, vô luôn. Ôi mà đã hết ghê á, Mỹ nữa mà là CDM Aston Villa, có gì đây, ôi đây nè, 100 bán cũng được. Trời ơi, trời ơi, gói này phát đầu tiên bán được anh em, phát đầu tiên bán được, phát thứ hai bán không được nè, phát thứ hai bán không được, phát đầu tiên bán được, ngon 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 ngon, phát đầu tiên có được một khu bán được mấy trăm em, ngon rồi. Tiếp tục, Esbon nữa em ơi. Được rồi, 10 lần em, 10 lần lui kế bên, đúng rồi, 10 lần lui kế bên đó, đúng rồi nè, 10 lần này đúng rồi, cứ làm phát 10 lần đi, 5 lần à, tiết kiệm trên 5 lần à, chơi 10 lần nó mới hên, đúng rồi, rồi đúng rồi đó, 10 lần này nè, nó có cơ hội ra cơ hội ngon nữa bán được, bắt này là bán được nha anh em, vô rồi đó, để xem coi được con nào bán được đây, ngon đây, cứ 101 trở lên là có tiền, là lượm tiền anh em ơi, vô luôn. Đấy, hero này em ơi, Pháp, CF, rồi thông phim rồi em ơi. Trời ơi, chúng ta mới làm mình hoành tráng go vu, hoành tráng dữ vậy. Rồi đen rồi, 10 lần mà như vậy là đen rồi, thôi đen rồi. Thôi, giờ đi rồi, còn cái bên cũng bán được luôn, còn cái bên cũng bán được nha anh em. Đây nè, đó, ngon nha anh em. Đây, tiếp tục. Tiếp tục nha anh em, vô. Phải xem như là đây. Vô luôn em ơi, vô luôn em ơi, vô luôn. Đây. Đây. Đó, vô rồi em ơi, vô rồi. Đó, còn gì đây, làm bộ đấy giờ nhiều quá, Đức sẽ em ở đợt làm bộ mà hên em bắt thao, trời ơi hên dữ ta, ôi sao anh em lại hên dữ ta, mấy anh em hên quá này, mọi hên thịt chứ, hên thịt. Ngon ghê luôn, ba ca gen với đâu chứ, em phải gói ruy sau đây, em gói ruy bắt thao bán được gần tỷ, quá ngon luôn này, ngó ngon luôn rồi. Rồi, rồi vô tiếp, mở tiếp hả hay gì đây, à vô đắt xeo nè, vô đắt xeo à. À, mà chơi FC Bon không, thôi chắc mình chơi hết cái clip này luôn, clip mình đã dài nè, lỡ rồi chơi hết luôn đi nè, mở FC Bon nè, coi nó mở như nào, chơi nó vui vui coi à. đây hên quá, này ngon rồi, này thêm mở FC Bon luôn. Ngon này ngon nha, vô nha, 1500 SC Bon nè. Cái last sale này nếu mà anh em mở 10.000 điểm á thì được quy con 102, 103 anh em, 10.000 điểm SC Bon nha anh em, trong cái last sale này anh em, chứ không mở ngoài không tính nha. Đó, vô này đó. Vô luôn đi, vô luôn. Đúng rồi, đó. Gì đây? Brazil anh em. CDM. Wolverhampton. Gì đây? 98. Ôi hết, trời ơi. Đấy, được 2600 rồi nè. Đấy, trời bạn này thấy không, mở bên đây tại vì mở cái gói 10 cái lần miễn phí kia ngon hơn em. Được con bán được không? Đó. Bây giờ phải mở thêm nè, có 2600 còn 3000 mấy em phải nạp thêm mở vô nè, mở thêm nó đủ 102 cho nó bay ngon nè. Bây giờ mở tiếp. Để con xem như là đây. 900 nè, con này cũng ngon nè. 900 này con không bán được nhưng mà ngon nè. Chơi đi. Có chơi không? Đang tìm kiếm gói nào bán được anh em ơi. Có vẻ như tìm kiếm gói nào bán được. Gói này cũng được nè, đó, chơi đi. Vô nè anh em, vô rồi. Đấy. Vô luôn. Đấy. Người anh.
GK trong phim. Ủa chính chí làm xây rồi. Ủa mình bác không được mà lại có chính chín nữa đâu, chưa đủ này 5.000. Tiếp tục nè, nói gì đây, mới đang tìm kiếm cơ hội anh em. Xoay tiếp. Nói chung là cái này là bằng Acebon nha anh em, Acebon luôn mà. Xoay tiếp, không có ngon, xoay tiếp. Ồ, cũng không ngon luôn rồi. À, có 94.3 kìa, đó, cái này bán được nè. Bán được nha anh em, anh này nè, quan trọng là kỹ thuật bán được anh em, bán được. Đó, vô nè. Bán còn là ngon ngon, coi thơm thơm mới coi. Đấy. Đó. Vô nè, đó. Trời còn họ xét chúng con mình nãy ghê luôn á. Chúng mình nãy thiệt chứ. Trời ơi. Trời 97 ghê chứ. Thế nó bắt đầu. Trời ơi. Tiếp. Vẫn còn 2.100. À hết rồi, ngưng rồi. Xong rồi, để 2.000 mấy điểm mở sau rồi, ngưng rồi. Thì ok anh em, nói chung này làm clip cũng là thông báo cho anh em một số vấn đề tiếp tục của game ha. Như là buổi live stream nè, là sự kiện mới nè, Dream Team nè, Halloween cho anh em. Đó, cái phụ nè, sắp hết nè, nên là mình chưa gọi là xài hết điểm á, thì nhớ xài lên nha anh em. Thì clip sau thì mình sẽ mở cái này cho anh em ha. Mình tính toàn điểm là mở hết luôn, để cho nó kết thúc cái hiệp vụ đi. Chứ không hiệp vụ nó không biết là nó có đổi điểm mới cho mình hay không. Nó kêu là không còn sử dụng được nữa thì cũng khá là nguy hiểm anh em. Dư thì ổn lắm, thật sự. Và cái thêm là tăng over cầu thủ cho anh em nè, đó có hai cốt mới nè, hai cốt mới đó là chờ đến ngày 23 mới xài được cho anh em. Mình nói rồi nha, nó rõ nha, 23 xài cho anh em, nên phải coi kỹ clip mình nói chứ không phải cái gì chưa coi cho bình luận dưới rồi đó. Thì ok anh em, mình thấy clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em, còn là chưa đăng ký những kênh của mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.